Từ đây tới cuối năm cũng còn có khoảng hơn 2 tháng nữa thôi. À, những cơn bão như thế này mong là sẽ không hình thành và sẽ không đổ bộ vào bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nữa. À, thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo tại Trung Quốc người dân Bắc Kinh sẽ sớm được nếm thử nhiều loại đồ ăn chiên dầu do đầu bếp robot chế biến sau khi mà Trung Quốc sẽ cấp giấy phép dịch vụ thực phẩm đầu tiên cho robot hình người, xóa bỏ rào cản pháp lý sử dụng công nghệ này trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Và đầu bếp robot trên là một sản phẩm của Encosmart, Smart, một công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Theo CCTV, robot Dava có thể chế biến các món chiên như khoai tây chiên, chỉ mất 2 phút để nấu và phục vụ cũng như gà rán cùng nhiều món ăn khác và hệ thống này được thiết kế để tự học cách nấu các món ăn mới. Nhờ một phần vào khả năng nhận thức thị giác, robot cũng có thể nhận dạng nhiều nguyên liệu khác nhau và xác định thời gian nấu để tăng hương vị cho bữa ăn. Trong khi robot phục vụ mới xuất hiện tại Trung Quốc, nhà sáng lập Kim giám đốc điều hành EncoSmart, Sen Chen cho biết, những tiến bộ công nghệ và quy mô của ngành dịch vụ ăn uống tại quốc gia này sẽ giúp xây dựng dữ liệu cần thiết để cải thiện robot giống người phục vụ việc bắc kinh chấp thuận giấy phép cung cấp dịch vụ ăn uống cho robot diễn ra trong bối cảnh trung quốc đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển và ứng dụng robot hình người trong các ngành công nghiệp truyền thống